Xin chào quý vị, tôi là Phương Hiếu, hân hạnh chào đón quý vị đang đến với một sân chơi đầy tiếng cười và hài hước mang tên Đệ Nhất Hài Việt. Đây là một sân chơi tuyệt vời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng 21 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Hy vọng chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút giải trí thư giãn thật sự tuyệt vời. Và quan trọng hơn nữa là tổng giá trị giải thưởng của Đệ Nhất Hài Việt lên đến hơn 100 triệu đồng. Và thưa quý vị, mỗi một số phát sóng chúng ta sẽ được gặp gỡ với ba vị khách mời sẽ cùng đến đây cùng chào đón gương mặt đầu tiên, diễn viên MC Mai Thành Tú. Dạ em chào anh Hiếu. Còn nhạc á, còn nhạc. Anh quên mất là còn nhạc cho em nhảy nữa, cho nên anh ra anh bắt tay sớm quá. Em có buồn dạ. Anh không? Dạ không, gặp tới đây có anh Hiếu đây là em vui rồi. Tại vì anh Hiếu là một trong những người anh, một trong những người thần tượng của em ở trong nghề. Dạ. Anh tưởng là nếu mà anh có cản trở cái tiết mục nhảy của em á thì mình vô mình nhảy lại cũng được. Dạ, dạ thôi. Tại vì á, thưa quý vị, xuất hiện ra đầu tiên mà đẹp trai như vậy là nhảy hoài cũng được. Đến với sân chơi này thì em nghĩ rằng là với tiêu chí của em sẽ cười cho những tiết mục nào? Với tiêu chí của em, nói chung ở trong cuộc sống của chúng ta, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Yeah. Nên là đôi khi Tú sẽ tìm những nụ cười tuyệt vời để dành cho mình, để dành cho tất cả mọi người. Và mình cũng mang năng lượng đến cho tất cả mọi người ngày hôm nay luôn. Đó là khách mời đầu tiên đến với Đệ Nhất Hài Việt ngày hôm nay. Chúng ta cùng gặp gỡ khách mời tiếp theo, cùng chào đón diễn viên Lưu Dương. Đó. Ủa cái này là có tập không ta? Khớp nhạc không? Khớp nhạc nha. Quá trời khớp nhạc luôn đúng không? Cái này là có đầu tư nha. Em tập quá trời tập á, mặc dù là không có, chỉ nghe nhạc chương trình được một vài lần thôi, nhưng mà em ráng nhớ nhạc để làm sao mà em ra đem nhảy mà vừa dây dài là vừa hết nhạc. Dạ. Nào, Lưu Dương giới thiệu đến quý vị khán giả xem nào, một vài điều chia sẻ khi có mặt tại Đệ Nhất Hài Việt ngày hôm nay. Rồi, xin giới thiệu với quý vị khán giả, tất cả các bạn đang xem truyền hình. Mình là diễn viên Lưu Dương, thì hôm nay mình rất là vui khi được xuất hiện ở đây với tư cách là khách mời. Thì Lưu Dương trước đây là một diễn viên hài, nhưng mà cái hài của Lưu Dương là cái hài mà gọi là hài bẩm sinh đó anh. Là nhiều khi từ cái hài nội tâm. Đúng rồi, hài nội tâm, nó từ cái tố chất mình ra. Mà Lưu Dương có một cái giọng cười, mà cái giọng cười nó rất là cười mồi. Ví dụ như anh giọt lét em đây cái đi. Anh giọt lét em nè. Em ơi, nếu mà em cười cái này á là thí sinh nó sẽ SOS liên tục. Không sao, nhiều khi thí sinh giật mình cái là em lại cười nữa. À. Mà em cười là thí sinh vô. À đúng rồi. Đó. Thưa quý vị, quan trọng là hai chàng trai này ai cũng có nhan sắc hết, tôi cũng vậy. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà sân khấu này chỉ có những nhan sắc nam nhân không thì có lẽ sẽ lẻ loi quá. Cho nên chúng tôi mời đến đây một trong những gương mặt đã mang lại rất nhiều tiếng cười những lần mà quý vị cứ thấy cô ta xuất hiện là cảm thấy cái sự giải trí nó luôn luôn tăng cao và mang lại rất nhiều giá trị cho quý vị khán giả. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ Phi Thanh Vân. Nếu như mọi người vẫn hay nói Phi Anh Vân là một hoa hậu thân thiện thì hôm nay Vân sẽ trở thành một hoa hậu kỹ tính về chấm điểm kỹ thuật. Bởi vì Vân rất mong muốn là những bạn thí sinh bước lên cuộc thi này, các bạn ấy sẽ đậu giải một cách xứng đáng, xứng tầm và sau này có thể trở thành một diễn viên hài có vị trí đứng tốt trong showbiz. Nên những bạn nào bước lên sân khấu xứng đáng được cười, đúng kỹ thuật Vân sẽ cười, và nếu như không xứng đáng thì Vân sẽ rất nghiêm nha. Để xem ngày hôm nay các thí sinh của chúng ta đến với Đệ Nhất Hài Việt sẽ là những thí sinh như thế nào và chinh phục ra sao. Trong phần thi của mỗi thí sinh, các khách mời sẽ bốc thăm xem ai sở hữu mặt nạ đỏ, hai khách mời nào sở hữu mặt nạ đen. Các thí sinh sẽ phải làm hai khách mời mặt nạ đen bật cười để chiến thắng và bước vào lượt thi tiếp theo với tối đa 3 lượt thi. Nếu thí sinh bị loại, khách mời mặt nạ đỏ có quyền cứu thí sinh một lần duy nhất bằng trái tim hy vọng qua việc lấy bình chọn của khán giả.
Nếu trên 50% khán giả chọn trái tim xanh, thí sinh sẽ được tiếp tục bước vào lượt thi tiếp theo, bất chấp ai khách mời mặt đã đen không cười. Thế bây giờ chúng ta cùng bắt thăm để tìm lại vị trí xem các khách mời sẽ ngồi ở đâu nha. Xin mời. Rồi. Trời ơi, lại ông này luôn. Bây giờ cho thầy mở trước đừng. Em đừng mở trước. Em để thầy mở trước. Mở đi, mở từng người. Không, thầy mở trước. Thầy bóc thầy mở trước của thầy đi. Mà thầy đỏ mới mắc cười nè. Thầy bóc thầy mở trước. Không, cái này đỏ nè. Cái, này, cái đỏ. Này đỏ mà cái này đen là thầy biết thầy đen rồi. À, vậy là mở đây trước luôn. Mở đây trước đi, mở đây trước. Ok, mở đây trước luôn. Rồi, như vậy chúng ta biết vị trí rồi đúng không nào? Cảm ơn thầy Phi Thanh Vân đã giúp cho chúng tôi tìm được người ngồi ở vị trí mặt cười màu đỏ. Như vậy, hai vị trí mặt chưa cười màu đen xin mời các vị về trí. Thưa quý vị, quả thật chinh phục trong vòng 1 phút mà để các khách mời cười là một bài toán thật sự nan giải với các thí sinh. Chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh Duy Phong. Chào em. Chào anh Hiếu. Có hồi hộp không? Cũng hơi hồi hộp. Lời nói đầu tiên cho phép Duy Phong được gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà con cô bác, quý đài các phu nhân, quý canh tân công tử, quý thiếu nữ chưa chồng và tất cả các em Di Đồng còn đến nhà trẻ. Cái này mà để thi là có bộ cười rồi kìa. Trời ơi. Có lên sân khấu lớn bao giờ chưa nè? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng là mình làm công việc nào mà lên sân khấu lớn thỉnh thoảng nè? Dạ, ở ngoài thì em bán bánh mì, còn ở đây là công việc đi làm diễn viên của em. À, là mình bán bánh mì có xe mì ở nhà. Dạ. Bánh mì thịt. Bánh mì thịt. Dạ. Mình thích tiếng cười này là do được lên sân khấu, được trình diễn, được gặp gỡ khán giả, hay chỉ đơn giản mình thích tiếng cười vì mình thấy làm ta cười cái mình vui rồi? Thì em thấy chương trình giải thưởng cao. Rõ ràng thì quý vị giải thưởng trên 100 triệu thì đúng là một trong những niềm mơ ước của tất cả chúng ta, phải không? Dạ. Chúc cho em sẽ bình tĩnh và tự tin. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thí sinh Duy Phong sẽ chinh phục khách mời như thế nào với 60 giây của mình? Thời gian dành cho Duy Phong bắt đầu. Dạ, và sau đây em xin gửi đến khách mời và các quý khán giả một bài tập làm văn tả về ông ngoại của em. Ngoại em năm nay đã 89 tuổi, da dẻ ngoại rất hồng hào, tóc ngoại còn rất nhiều, chân mày rất đậm, mắt ngoại lé, mắt ngoại lé. Miếng hài có đầu tư, có tiết tấu, được, chịu. Cảm ơn chị Bơ. Nhưng mà chị biết không, cái lợi thế nhất của Phong, do gọi là bạn Phong nha. Dạ. Cái lợi thế nhất của bạn Phong đó chính là cái giọng nói của bạn. Bạn nói từ nào ra từ đó. Đúng. Sắc đại lẽm à. Đúng rồi, đại từ, từ rất tốt. Là tốt. Từ mọi nào đó. Ra từ đó, cho nên khi mà bung ra một cái miếng đó, một cái là mặc dù người ta biết ta tính tới đó là sẽ nhấn miếng cái chỗ đó rồi, biết là sẽ miếng đó rồi, nhưng mà kết hợp với cái hình thể nữa. Dạ. Lúc đó miếng làm cái lé, cái nhấn ngay cái chỗ đó một cái là mém cười rồi, mà quay qua thấy chị Dân bật cười trước. Chị Dân hôm nay là rất khó nha, nhưng mà bạn là để lại một cái dấu ấn tượng rất lớn trong lòng chị Dân rồi. Thôi 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 đi, không cười thì đừng có mém mém ở đây. Không, mém ở đó, nhưng mà để coi coi phía sau còn cái gì nữa không hấp dẫn hơn, đang đón chờ cái hấp dẫn hơn nữa. Chị Vân cười cái đồi kép em à. Thì là gì đó. Rõ ràng cái đài từ trong hài kịch nó rất là quan trọng, phải không Phi Thanh Vân? Rồi. Nó rất là quan trọng, và bạn có cả hình thể nữa. Nói và cả cái hình thể rất là hài. Đúng rồi. Yes. Cho nên không biết là diễn tới đó là nó còn ngoài sau đó nữa không? Dạ còn, bài tàu làm văn còn dài lắm. Còn dài, bây giờ em muốn diễn hết hay là giữ đó để thi vòng sau? Em giữ em thi vòng sau nha. Thưa quý vị, cũng như vậy, ngay tại vòng 2 này đó chính là thể hiện hài hước để xem Duy Phong sẽ tận dụng 60 giây như thế nào. Thời gian dành cho Duy Phong ở vòng 2 bắt đầu. Ngoại em năm nay đã 89 tuổi, da dẻ ngoại rất hồng hào, tóc ngoại còn rất nhiều, chân mày rất đậm, mắt ngoại lé. Ngoại
răng ngoại rất đều, hàm trên bên trái còn một cái, hàm dưới bên phải còn một cái. Ngoại rất xiên đánh răng, cây kem ngoại xài đã 7 năm rồi mà vẫn chưa hết. Nhưng mà dạo đây em thấy ngoại rất buồn, bởi vì thằng Ronaldo bên trái ở trên đã bị chuyển nhượng sang đội bóng khác, chỉ còn thằng Messi ở dưới ở lại mà thôi. Vậy mà nỡ lòng nào 2 tháng sau đội bóng nha sĩ cũng hốt thằng Messi của ngoại đi luôn. Đội bóng nha sĩ cũng hốt thằng Messi của ngoại đi luôn. Em đầu tư kịch bản này trong vòng bao nhiêu lâu? Dạ, từ khi em ra trường tới nay 8 năm rồi đó. Kịch bản này hả? Đầu tư một cái kịch bản 8 năm chỉ để một phút tỏa sáng trên sân khấu. 8 năm qua hàng đêm em hay đi diễn tấu hài với sư phụ Bố Khương. Những cái tuần này em đã diễn rất nhiều lần rồi. Và đến hôm nay em mới biết là những cái tuần này nó sẽ có mặt ở những cái game show như thế này. Dạ. Mang đến tiếng người cho mọi người lan tỏa nhiều hơn. Xin cảm ơn. Hay cái phần kịch bản là biết kết hợp mấy cái số của cầu thủ, gọi đúng tên cầu thủ rồi mấy cái số, mấy cái đó là mặc dù là Lưu Dương cũng không có coi đá banh nhiều, nhưng mà những cái số đó của những cầu thủ đó thì không thể là không biết được. Đó cho nên khi nhắc tới mấy cái đó là mình thấy là cái tư duy, mình thấy là tư duy, cái trí tuệ trong trong cái việc mà viết ra một cái kịch bản như có vậy đó hay. Đó đúng rồi. Cái sự thông minh đó cho nên là buộc phải cười vì những cái đó thôi. Hồi nãy là Tú phát hiện là chị Vân nè, Lưu nè, cái khúc mà cái kem đánh răng mà xài 7 năm á là hai người là sắp chịu không nổi rồi. Mém rồi đó, cũng đã mém rồi. Đó, đúng rồi. Mà ác dữ lắm. Ghìm lại không có chịu cười. Không có chịu cười để tận cùng để coi làm sao. Bởi vậy bây giờ là cái dòng này á, là cái dòng hai anh chị á, là sẽ rất là thử thách bạn luôn. Nên là bạn phải dùng hết cái lực của mình để mà chinh phục hai bạn khách mời ở đây. Anh nghĩ rằng em chỉ còn cách chiến thắng để góp mặt trong vòng trong 3 phút nữa thôi. Đó chính là vòng 3. Vòng 3 là câu chuyện hài hước. Mình phải có một cái gì đó nó tổng thể hơn và nó diễn sâu và đậm hơn để lấy tiếng cười của hai khách mời này. Và cậu quý vị khán giả sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Vâng. Thưa quý vị, câu chuyện hài hước là một phần chắc chắn mà các bạn thí sinh phải đầu tư nhiều hơn nữa, tại vì thời lượng đến 3 phút. Và đó cũng chính là thời gian vàng để các bạn có thể chinh phục đổi miếng liên tục để khiến cho các khách mời phải nở một nụ cười dành cho mình. Hy vọng rằng đây sẽ là một câu chuyện thật sự thú vị và mang lại những tiếng cười cho quý vị khán giả mới quan trọng. Ngay bây giờ, thời gian 3 phút cho câu chuyện hài hước của Duy Phong. Bắt đầu! Nhưng mà ngoại rất thích ăn bắp. Ngoại thích lắm. Mỗi lần ăn, ngoại đưa lên miệng. Quay điều. Chỉ cần 1 phút 30 giây ngoại đã xóa nợ được vòng 1. Hột thì văng tứ tung, cùi thì ở lại, ông ngoại chỉ nút nước được mà thôi. Một tháng sau, ngoại ngụm. Đám ma vắng que. BD một đống. Vĩnh biệt người ngoại khu mật, vĩnh biệt người ngoại khu mật. Cười lên cho vui, cười hé hàm răng. Chị Vân cười đó. Mọi thứ đều tính toán kỹ càng rõ ràng. Bạn biết nhấn miếng ngay chỗ nào là tính toán đúng chỗ đó cười. Nếu không cười là sẽ nhấn tiếp miếng sau. Đó cho nên là bạn nhấn đúng miếng sau là đúng chị Dân cười. Thêm một miếng nữa là tới Lưu Dương cười rồi đó. Chịu đang không nổi rồi. Cảm ơn. Nói chung là Lưu Dương thích em lắm. Em nổi tiếng đi rồi đi diễn tấu hài chung với Lưu Dương. Cười vậy không, đi. Lưu Dương là phải đi diễn tấu hài chung với bạn á. Lưu Dương nó hay cười muộn quá. Nó hay cười muộn. Không quá. Cười ghim. Lưu không. Dương cười ghim á. À cười ghim hả? Mà thực sự ra là Tú rất là nể Phong luôn. Tại vì Phong biết cái cách đó là dẫn dắt cái tâm lý. Thực sự ra Tú thì Tú cũng là đồng nghiệp của Phong. Nhưng mà Tú cũng bị dẫn dắt luôn. Tự nhiên mình đang vui vậy, cái tâm lý mình nhắc tới cái đoạn nắm tay nó bị tù xuống là Tú theo cái tâm lý của bạn luôn. Và cái chỗ mà khi mà bạn nhắc đến cái miếng hài nó đẩy Tú lên, Tú cũng bị cuốn theo luôn.
bạn rất là hay, bạn rất là tuyệt vời luôn. Và vào cái vòng này đúng là bạn rất là xứng đáng. Sau khi tất cả các bạn lại chung vui một đống diễn mãi rồi đó, diễn thêm được không? Thiệt ra là kịch bản tới đó là hết. Trời đất, chết rồi. Nhưng mà... Vũ rồi. Hay quá trời. Nhưng mà em có thể là tặng chị một cái bài thơ em chuẩn bị cho những cái vòng mà, nhưng mà em không nghĩ là cái tiểu phẩm 1 nó lại đi hết qua 3 vòng như vậy. Nghĩa là mới tiểu phẩm 1 thôi đó hả? Còn tới 2 phần sau luôn đó hả? Trời ơi, anh ơi. Cái nào hay nhất diễn tặng thêm cho khách mời. Dạ. Được không? Dạ. Và khán giả luôn. Rồi, vỗ tay ủng hộ cho Duy Phong được không ạ? Xin mời. Đây là em sẽ tặng anh chị đi một bài thơ. Đêm nay gió thổi rì rào, ngồi trong cầu cá một mình đếm sao. Đếm hồi mới thấy tào lao, khi nhìn xuống dưới cá nhìn lên trên. Quá sao lâu quá vậy cha? Tao đang buồn quá chưa ra được mày. Duyên nha. Anh đợi khi đã đủ đầy, em chờ chút xíu đừng rầy anh nha. Anh đếm từ 1 tới 3 thì bỗng nhiên điện thoại rung 3-4 lần. Móc ra mới thấy bần thần, một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ. Sự thật hay là đang mơ? Tổng đài thông báo thuê bao hết tiền. Tôi nghi lắm. Duyên, Duyên. Dễ thương là coi. Nhưng mà em cái bài thơ không... này hơi có mùi nha. Có mùi nha. Không, thật ra khi mà bạn kể á, là không có một cái chữ nào mà nó bậy hay là nó gì hết trơn. Đúng. Tất cả hình ảnh nó là ở trong đầu mình. Nó đó, rất đó. Đó, bởi vậy Tú mới nói là Phong rất là hay trong cái nghệ thuật là dẫn dắt tâm lý, mà bây giờ ta gọi là thao túng tâm lý đó. Dạ. Vậy thì còn chờ gì nữa thưa quý vị? Rõ ràng đây là một ứng cử viên tiềm năng ở vòng trong để có thể chinh phục đệ nhất hài Việt. Cho nên ngay bây giờ xin mời ba nghệ sĩ khách mời chúng ta cùng lên sân khấu để dành tặng kỷ niệm chương cho Duy Phong. Chúc mừng Duy Phong. Rồi xin mời. Vâng, nào. Cười hai lần nào. Một tràng pháo tay cho Duy Phong thưa quý vị. Thí sinh Duy Phong chính thức bước vào vòng tiếp theo của đệ nhất hài Việt 2023. Cảm ơn Phong, hẹn gặp lại Phong trong vòng sau nhé. Mời Phong vào trong ạ. Thưa quý vị, vì khách mời Phi Thanh Vân đã cười đến hai lần, còn khách mời Lưu Dương hay quá cười muộn. Một cái sở thích cười mà cười sau đó chứ không có giá trị. Ủa anh Hiếu, vậy cho em hỏi là ví dụ như em chưa có cười thì em không có bị phạt đúng không? Đâu, em chưa có cười là em không có bị phạt đâu. Yeah. Em bị phạt sao? Yeah. Ủa gì? Bị phạt sao hả? Ủa nghe chưa kịp á. Em nghe trễ đó. Em chưa có lót. Ủa em bị phạt sao đó. Thưa quý vị, đây là một món rau câu mà chúng tôi chuẩn bị riêng cho một cái thực đơn rất là khắt khe trong việc ăn uống của Phi Thanh Vân và Lưu Dương. Trong đó nó có một cái nhân rất là ngon, thưa quý vị. Và trước giờ chúng ta ăn rau câu, chúng ta luôn mong muốn nhìn thấy cái nhân này trong tô phở. Đó chính là ớt. Cay thế nhờ. Ủa, rau câu mà nhân ớt hả? Trong ớt nó có nhiều vitamin A. Ăn ớt vào sẽ rất là sáng mắt. Cho ăn liền tay cho em. Em dâng cho hai khách mời cùng ăn cho anh Hiếu xem này. 1, 2, 3. Bắt đầu. Cố lên. Đó. Hết mình chưa? Đổ mồ hôi đầu rồi nè. Cay quá, trời ơi chúng ta. Thế bây giờ chúng ta cùng bắt thăm để tìm lại vị trí xem các khách mời sẽ ngồi ở đâu nha. Xin mời. Ừ.
Đồ đỏ chắc luôn. Em mở nha. Mời đi. Rồi mở đi. Đồ o đo hỏi đỏ. Đỏ. Ngược ngươi. Rồi. Như vậy không cần phải mở. Hay quá trời. Không cần phải mở vị trí của Thanh Vân nữa. Mặt nạ đen, mặt nạ méo đã thuộc về vị trí của Phi Thanh Vân. Và Lưu Dương, mời hai bạn. Mời Thanh Tú về vị trí của mình. Mời em. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh xuất hiện tại đề nhất hai Việt hôm nay. Thưa quý vị, tôi không biết là có họ hàng quen biết gì với một trong các khách mời hay không, mà cái tên cũng na ná giống nhau. Cùng chào đón Mai Thanh Vũ. Xin chào anh chị nghệ sĩ khách mời ạ. Xin chào anh Hiếu và tất cả khán thính giả tại trường quay cũng như khán thính giả đang xem tại truyền hình ạ. Em tên là Thanh Vũ, em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang công tác tại sân bay. Wow. Dạ. Làm bộ phận nào ở sân bay? Dạ em làm tiếp viên ạ. Anh tưởng em làm phi công. Dạ. Là chị Vân thuê em liền. Chị Vân thuê em liền. Dạ. Phi công là mơ ước đó anh, mơ ước của em. Dạ. Em rất thích hài, tuy nhiên em nghĩ là khả năng em không thể, thành ra em mới chọn một bộ môn khác để thể hiện khả năng hài hước của mình. Đó chính là bộ môn nghệ thuật nói tiếng bụng. Và cũng thông qua chương trình thì em hy vọng rằng mình có thể mang bộ môn nói tiếng bụng này đến với tất cả mọi người, cũng như là mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn bộ môn này ạ. Thưa quý vị, chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ Phương Hiếu xin được phép về vị trí đứng cạnh Mai Thanh Tú, để dù gì thì nói cũng phải hỗ trợ tinh thần. Để... gì vậy? Có gì đâu mà tự nhiên... Anh lần đầu tiên anh thấy thần đèn đúng không? This is thần đèn. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Đúng rồi. Thần đèn đến từ Việt Nam. Không, tôi đến từ Việt Kiều. Tôi đến từ Việt Kiều. Đến từ Việt Kiều. À, thì ra là có bạn trợ diễn. Thưa quý vị, vậy thì ngay bây giờ để xem Mai Thanh Vũ sẽ thể hiện như thế nào, chúng ta cùng chờ xem nha. Và bây giờ, món quà hài hước sẽ có 1 phút để các thí sinh chinh phục các khách mời của chúng ta. 1 phút dành cho Mai Thanh Vũ. Bắt đầu! Thân 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 đèn 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 xin 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 kính 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 chào 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 tức 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 cả 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 quý 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 gì 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 vô nghe 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 nghe. Ông chào hả? Ừ. Ông là thần đèn. Đúng vậy. Làm sao ông chứng minh ông là thần đèn đi, đây không ai tin ông là thần đèn hết trơn á. Không tin phải không? Được rồi. Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành phụ nữ. Ông biến tôi thành phụ nữ. Ông dở hả? Ông nghĩ sao vậy? Tôi vậy, đồ vậy. Mà sao thành phụ nữ được? Mà sao thành phụ nữ được? Thành phụ nữ rồi nè, trời ơi. Thành phụ nữ rồi. Nó tào lắm. Sao ông đánh phụ nữ vậy? Hỏi nhỏ nghe nha. Hỏi đi. Mày dân nữ phải không? Hả? Nãy giờ tao chưa làm cái gì, tao chưa uyến gì luôn á, uyến thành phụ nữ trước rồi. Oh. À, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi quá khích. Mày giống nữ hay gì? À không không, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Mà bây giờ tôi vẫn không tin ông là thần đèn, bây giờ ông phải có một cái gì đó chứng minh là cái gì trí tuệ đi. Ông nghĩ ông có thể thông minh hơn người bình thường để làm thần đèn không? Hết rồi. Giờ. Anh thì anh thấy vậy nè, em có một cái kỹ năng đặc biệt. Đó là em có hai cái lưỡi, một cái lưỡi ở đây và một cái lưỡi dưới bụng. Đó là em có một cái kỹ năng. Nhưng mà cái lưỡi em làm được điều đó thì anh đang trông chờ có cái miếng hài nó nằm ở đâu. Thì cái miếng hài của mình nó chưa rơi vào đâu, nó chỉ có đúng một miếng, một điểm nhấn duy nhất là ngay cái chỗ mà chuyển biến thành nữ thôi. Sao ông đánh phụ nữ vậy? Hỏi nhỏ nghe nha. Hỏi đi. Mà giống nữ không? Hả? Giá như là lúc đó em chuyển được cái giọng của em sang nữ luôn. Ví dụ như quay vào cái là ôi thế thì như thế nào, tôi không biết là như thế nào, vân vân rồi. Đấy, ví dụ như là như vậy. Mình chuyển được cái giọng mình luôn vậy. Thì nó có cái điểm nhấn là ô hay quá, cái này là hay double. Hay hơn cả hay nữa thì là cười trong cái sự bất ngờ. Tú nhìn thấy được là hình như là Vũ lên sân khấu lần đầu tiên á, nên là đôi khi Vũ sẽ có cái áp lực tâm lý, nó sẽ làm cho Vũ chưa có tự tin lắm. Thì bây giờ Tú sẽ xin các bạn khán giả ở đây để cho mình một cái cơ hội nữa.
thì Tú sẽ sử dụng cái trái tim màu xanh này để mà kêu gọi các bạn khán giả đây sẽ giúp mình. Khán giả sẽ có 15 giây để bình chọn xem liệu rằng khán giả có muốn chàng trai này tiếp tục chinh phục vòng thử thách thứ hai là thể hiện hài hước hay không. Chúng ta cùng xem 15 giây suy nghĩ dành cho khán giả có mặt tại trường quay. Bắt đầu. Giây đã hết và chúng ta cùng xem, thưa quý vị. Đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 chỉ còn 14 trái tim thôi. 14 và 13. Chỉ có 14 trái tim thôi thì với con số này nó không đủ giúp cho mình có thể tiếp tục thể hiện ở vòng trong, nhưng mà anh Hiếu rất là mong với tư duy hài hước này của mình á, mình sẽ phát triển nó hơn nữa. Quan trọng là mình mang đến tiếng cười cho một cộng đồng nhỏ của mình, đó chính là đồng nghiệp của mình nè, đó chính là bản thân mình, gia đình của mình nè. Em có muốn nói lời gì với tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay hay không? Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đến đây là một trải nghiệm rất thú vị, và cũng cảm ơn cho em cơ hội và góp ý để sau này em có thể là phát huy hơn cái kỹ năng của mình. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã cho mình một cũng đã bình chọn cho mình, và kể cả những bạn không bình chọn cho mình. Tuy nhiên thật sự thì bản thân mình cũng nói thật là đi tiếp mình cũng không có tự tin lắm đâu, tại vì mình cũng biết là mình như thế nào rồi. Cho nên nếu giả sử như tất cả mọi người cũng đồng ý thì chắc mình cũng sẽ từ chối đi tiếp, tại vì mình cũng không muốn mất thời gian của mọi người làm gì. Đó thì hy vọng là mình sẽ có cơ hội phát triển hơn và mình sẽ gặp lại vào một dịp khác. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thưa quý vị, một chàng trai trong cuộc sống mà có chí tiến thủ thì chúng ta nên khuyến khích bạn ấy, phải không ạ? Hãy tiếp tục tinh thần đó, chúc cho Vũ sẽ có nhiều may mắn hơn trong công việc và cuộc sống, cũng như mang lại nhiều nhiều tiếng cười cho tất cả mọi người xung quanh Vũ. Cảm ơn Vũ. Đó là những tiếng cười mà chúng tôi muốn mang lại cho quý vị khán giả đang theo dõi trước màn ảnh nhỏ. Còn bây giờ chúng ta vẫn bắt thăm tiếp chứ nha. Sẵn sàng, chơi, mời. Rồi, bắt thăm nào. Rồi, sao đỏ nữa vậy? Đen đỏ rồi. Nữa hả? Vậy là hai đứa mình đen nữa. Thưa quý vị, như vậy là nghệ sĩ Phi Thanh Vân tiếp tục lựa chọn được cho mình mặt hài màu đỏ. Và hai chàng trai này lại là mặt hài màu đen. À, thử thách tiếp tục ha. Thôi thì chúc cho hai chàng trai màu đen sẽ cười thật tươi. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Thí sinh Trần Thị Sáng. Xin chào ạ. Chưa gì hết trơn là thấy dễ thương rồi. Dạ, mời giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Sáng. Dạ. Xe 1m66, nặng 46kg. Ra mà đi tướng có đồ như là đồ ha, uyển chuyển đồ ha, là thấy ở bên trong mình là phải có một cái tinh thần phấn chấn và tươi tỉnh lắm. Mình sẵn sàng thi ha. Dạ. Món quà hài hước của cô Sáng bắt đầu. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, năm nay là năm Quý Mão. Em xin chúc các cô lão ăn cái gì nhão nhão để cho có sức khỏe. Và xin chúc cha mẹ hãy dạy con một cách kỹ xảo để anh em thuận thảo. Và cái kỹ xảo đó, kỹ năng kỹ xảo sẽ giúp tất cả các con cái mình nó hiếu thảo. Trong năm kỹ xảo, chúng xin chúc tất cả người đẹp, nhất là người đẹp, phải có một cuộc sống thật là hoàn hảo. Bởi vậy nha, người ta nói như thế nào? Không nàm thì bảo người, nàm thì bảo nả nước, cũ nàm thì bảo ni nè. Trời ơi, thế là em cứ là nói, mà em lại thích nói tiếng người Bắc đấy. Em là người nàm ấy. Thank you.
Chúc mừng cô. Cô đã là cho khách mời Đông Dương cười. Cái này cười do ngoài sao phải đúng không? Đúng rồi. Anh biết nó cười sao không? Thật ra đó là trời fan cứng của cô Sáng ta trà trộn vô đó. Mình thơ văn mình chơi vần dữ lắm nha. Được nha. Nhưng mà nè, đó chỉ mới là vượt qua vòng đầu tiên thôi. Vòng 2 là thể hiện hài hước. Thì hy vọng rằng cô Sáng tiếp tục tung chiêu dữ dội lên. Bắt đầu mình hình thể nhiều vô. Mình chuẩn bị trước rồi đó thì mình chinh phục tiếp tục một lần nữa ha. Chúc cô Sáng thành công nha. Vỗ tay ủng hộ cô Sáng được không ạ? Thưa quý vị, ngay lập tức thời gian 1 phút dành cho cô Sáng thể hiện hài hước bắt đầu. Dạ, em tên là Sáng S. Và nước Việt Nam S là nó giống như cái con rồng. Con rồng Á Châu. Sáng, em tên Sáng nhưng mà có cái thằng kia nó tên là Xà Xệ. Xà Xệ sáng sớm sương xuống xà 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 xà. Xà Xệ xì. Xà Xệ sung sướng xót xa. Xà Xệ sửa soạn. Xóa soạn sạch sẽ hả? Gọi là Xà Xệ xào xào xào. Xinh xáo xinh xa. Xà Xệ xà xíu. Rồi Xà Xệ sực sực. Rồi Xà Xệ sung sướng. Xà xệ xơi, rồi xà xệ xả, xà xệ xì, xì. Ấy, ông kia là mày nói cái thằng này. Mày là mặt, mắt, đầu, đầu rơi chán khỉ, mông đích lừa mặc cho kẹp. Ông đá một phát. Úi giời, tại sao là mày lại bảo tao là xà xệ? Tao không phải là xà xệ, nhưng mà tao là ba giai tú sức. Ba giai tú sức á, là nó có cái tên chữ T, nó rất là mê tài tử. Nhất là tài tử, anh thứ nhất là Tám Tàng, anh thứ hai là Tư Tèo, anh thứ ba là Thanh Thịnh. Dạ, hết giờ rồi. Tiếc quá cô Sáng ơi. Dạ, tiếc quá, mình hết giờ rồi. Cô ơi, cho con nói một tí xíu. Là nãy giờ cô nói cái vần á, nó vô vần á thì nó cũng vui, nhưng mà tại vì do cô không có chuyên bên sân khấu cho nên cô không biết nhấn cái vần đó, cho nên là con đôi khi con cũng sắp cười nhưng mà con không nghe rõ cái vần nhấn cho nên con chưa có cười được. Chứ con thấy cô là cũng có cái năng lượng rất là tích cực. Khi mà chị Sáng biểu diễn á, thì Tú thấy được cái nguồn năng lượng ở trong chị Sáng rất là yêu đời, rất là lạc quan, rất là dễ thương. Và chị Sáng cũng là người rất là nghiên cứu khi mà cho ra những cái bài thơ có cái vần, cái điệu với nhau. Đó là một sự đầu tư rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà cũng giống như là bạn Lưu nói, nó chưa có một cái sự nhấn nhá. Nên là đôi khi, thí dụ như là chị Sáng vừa nói cái giọng miền Nam của mình, giọng Nam Bộ của mình, nó rất là rõ ràng, nó rất là rành mạch, em nghe rất là ok luôn. Mà mình chuyển vào giọng Bắc cái mọi thứ nó bị trôi tuột đi á. Cái là em phải lắng nghe thử coi chị Sáng đang nói cái gì. Và cái sự lắng nghe đó nó bị ảnh hưởng cái tâm lý, thì đôi khi cái nụ cười của mình nó chưa bật ra được. Thì em chúc cho chị Sáng sẽ giữ cái năng lượng này, và mình sẽ tiếp tục mình mang cái năng lượng này để mình làm vui cho tất cả mọi người, chứ không chỉ là ở cuộc thi ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn ạ. Xin chị Sáng này, những gì mà Lưu Dương và Tú nói là rất đúng đấy. Nhưng mà em vẫn muốn trao tặng cho chị một cơ hội nữa. Và với cái cơ hội này thì có bao nhiêu cái phần duyên nhất mà chị nghĩ là có thể gây cười, chị có thể lấy ra để thi tiếp, cố gắng hết sức nhá. Thưa quý vị, như vậy là với một trái tim yêu thương từ Phi Thanh Vân và tặng cho phần của cô Sáng đây, thì không biết là các bạn khán giả có mặt tại trường quay có cảm nhận được nét hài hước duyên dáng từ cô Sáng hay không. Mời các bạn bình chọn cho cô Sáng. 15 giây bắt đầu. Thời gian đã hết thưa quý vị, và chúng ta cùng đếm xem 2, 4, 6, 8, 10. Không cần đếm nữa thưa quý vị, tại vì quá nhiều trái tim màu xanh. Chúc mừng cô Sáng đã vượt qua vòng 2. Mình vượt qua vòng 2 rồi, nghĩa là mình tiếp tục đến với vòng quyết định ngày hôm nay. Vòng quyết định là vòng mình sẽ có 3 phút để kể một câu chuyện hài hước. Chúc cô Sáng thành công. Ngay bây giờ hãy xem cô Sáng có vượt qua được thử thách cuối cùng này hay không. 3 phút
bắt đầu. Dạ, bây giờ Sáng xin kể một câu chuyện ba giai tú xuất. Tức là ba anh chàng này rất là mê tài tử. Rất là mê tài tử mà ba anh chàng này ở miền Tây. Một anh là Tám Tàng, một anh là Tư Tèo, một anh là Thứ Thịnh. Và ba anh rất là Tám Tàng Tư Tèo, thật thiết tha, thê thiết tha, tài tử, thiết tha tài tử, tài tử thẩm thúy thơ, tài tử thanh thúy, tài tử tấn tài. Tám Tàng Tư Tèo tìm tòi tin tức, tất tần tật, tài tử thẩm thúy thơ, tài tử thanh thúy, tài tử tấn tài. Thế thì tài tử tấn tài, từ từ tạ thế, tài tử thanh thẩm thúy thơ, tan tác. Và tám tàng Tư Tèo thanh thịnh, từ từ tương tư tài tử, tương tư tài tử tàn tạ, tương tư tài tử tàn tạ. Tám Tàng Tư Tèo Tư Thịnh tìm tòi tin tức của thẩm thúy thơ, của thanh thí, của tấn tài, tất tần tật tìm tòi thê thảm. Tám Tàng Tư Tèo tâm thần thê thảm, và Tám Tàng Tư Tèo thê thảm tâm thần, từ từ tạ thế thăng thiên. Cái này là Lưu Dương cười từ phía sau, cái này từ cười từ phía trước. Trời ơi, nó léo nhéo phía sau. Chúc mừng cô Sáng đã vượt qua vòng cuối cùng. Yeah! Trời ơi, lắm quá. Rõ ràng mà nói ngày hôm nay cô Sáng giống như là nói thật, khán giả truyền hình cũng sẽ rất là thắc mắc. Sẽ rất là thắc mắc tại vì sao mà Lưu Dương cười. Nhưng mà nếu khán giả truyền hình thấy được những cái cảnh tượng sau lưng Lưu Dương thì khán giả sẽ hiểu vì sao mà Lưu Dương mắc cười đến như vậy. Lý do mà con cười bật lên đó là vì sao nè. Sao nó cứ cười mà nó phải nó cười bình thường đâu đứa thì. Trời đất ơi. Mà với cái sự cười mồi như vậy, nếu mà khán giả đã ủng hộ cô như vậy rồi thì tại sao con lại không cười cho cô chứ? Mà tại sao cười vậy là sao? Cười vui. Không phải, cô ơi mấy bạn vui mấy bạn cười thiệt. Nhưng vui, cái giọng cười vui của mấy bạn nó bị ẩn số. Mấy bạn ngoài sao là cười hình thể á cô. Không chỉ nó cười không đâu mà lỡ. Nó cười tới mức độ đó. Và cái chiến thắng ngày hôm nay của cô Sáng á, là thật ra cũng không phải là tụi con quyết định luôn, mà là do những bạn khán giả dưới này chứng tỏ rằng cái nguồn năng lượng mà cô Sáng mang lại đã ảnh hưởng tới các các bạn. Và đó là một cái chiến thắng xứng đáng. Dạ. Thật ra Phương Hiếu biết cái mong muốn mà cô Sáng đến với sân chơi này chỉ đơn giản là mình thể hiện cái sự hài hước của mình. Mình yêu đời, phải không ạ? Nhưng quan trọng để mình tiếp tục duy trì được cái năng lượng này thì mình phải đầu tư chút xíu nha cô Sáng. Thì mình vào vòng trong rồi. Chúc mừng cô Sáng một lần nữa. Và còn chơi gì nữa, mời các khách mời lên đây cùng trao kỷ niệm chương cho cô Sáng ạ. Chúc mừng. Dạ. Một tràng vỗ tay được chúc mừng cô Sáng vào vòng trong. Và có mặt ở các game thi sau ạ. Cô Sáng ơi, chúc cô Sáng nhiều sức khỏe và gặp lại cô Sáng với một diện mạo, một phong thái tuyệt vời hơn trong đêm thi sau được không ạ? Cảm ơn cô Sáng nhiều và cô Sáng vào trong ạ. Bây giờ thì phạt cái tội cười. Bây giờ mấy bạn khán giả bước đây cười chung. Vì thí sinh. Bây giờ em chỉ mặt, em chỉ mặt. Bà nào cười, bà nào cười, ai cười bắt lên đây. Nó cười hết, ai cười, bà nào cười, ai cười hồi nãy. Ai cười hết trời khán giả. Cười hết cái một vàng, cười hết cái một vàng. Cười mồi, một cô cười to, nó cười rất là. Bắt nó lên phạt đi. Cười. Tới công chuyện chiến này coi. Rồi giờ tặng em cái này. Thì làm gì vậy? Thưa quý vị, mình đã có những cái tràng cười sảng khoái, mình tỏa năng lượng ra rồi thì mình phải uống một cái gì đó để mình có năng lượng trở vô. Trong hai trái dừa này, không chỉ là nước dừa Việt Nam
trong đó nó còn một cái dưỡng chất tinh túy của trời đất. Nó mang lại cho chúng ta cái sự đủ đầy về chất đạm. Cái gì vậy? Nó có một tí mùi thơm. Mùi thơm và chất đạm. Mùi thơm. Nước mắm hả? Mắm tôm. Trời ơi, đó gì chứ trời. Chơi cái gì á, thiệt tình chơi làm sao á. Thiệt á, ban biên tập đề nhất hài Việt này chơi cũng ít có ác lắm à. Phạt là phạt như vậy không à. Thôi thì bây giờ xin mời hai cái dừa trao tận tay cho hai cá nhân cười kiệt xuất. Dạ, xin mời. Mang qua đi em. Ủa, hai trái đều có hay là đúng rồi, không? Phạt là như nhau chứ. Ủa, thôi vậy có thể nào cho em dĩa bún đậu cho em được không ạ? À? Để em tặng em ăn một lần. Trước giờ có bao giờ mà em uống nước dừa với một tí mắm tôm không? Dạ không à, em chỉ uống nước với nước muối à. Em bỏ nước muối vô. Bỏ muối vô dừa? Nhưng lần bỏ này bỏ muối vô dừa thì ngon, nhưng mắm tôm thì nó kinh khủng lắm. Một tí chắc không sao. Bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu để xem. Đừng có hửi, trời ơi. Bây giờ hình phạt dành cho những cá nhân cười xuất sắc vừa rồi bắt đầu. Ôi, có miếng tiêu nữa anh. Có tiêu nữa anh. Anh ơi, bỏ con cá vô là kho luôn. Anh ơi, anh vừa nói trong đây có cái gì? Tiêu nữa, bỏ cá vô là kho luôn anh. Mắm tôm bỏ tiêu nữa chi hả trời. Anh ơi, em đang uống nước bình bông hả? Cái này giống như nước bình bông trộn với cái nước ai rửa chân á. Hy vọng là với thứ nước ngon ngọt thơm lừng này sẽ giúp cho hai cá nhân của chúng ta cười nhiều hơn trong các phần sau. Cảm ơn em nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tìm xem ai sẽ giữ vị trí mặt nạ đỏ và ai sẽ giữ vị trí mặt nạ đen. Thế bây giờ chúng ta cùng bắt thăm để tìm lại vị trí xem các khách mời sẽ ngồi ở đâu nha. Xin mời. Màu đỏ chắc luôn. Em mở nha. Mời đi. Rồi mở đi. Đờ o cho hỏi đỏ. Đỏ. Ngược ơi. Rồi. Như vậy không cần phải mở. Hay quá trời. Không cần phải mở vị trí của Thanh Vân nữa. Mặt nạ đen, mặt nạ méo đã thuộc về vị trí của Phi Thanh Vân và Lưu Dương. Mời hai bạn, mời Thanh Tú về vị trí của mình. Mời em. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo để xem bạn ấy sẽ tận dụng 60 giây như thế nào và bạn ấy là ai, đến từ đâu. Hãy cùng chào đón Nguyễn Cảnh. Vui nha. Chưa gì thấy ngoại hình là thấy dễ thương rồi đó. Đúng rồi. Dạ, nà ná Trịnh Tú Trung rồi đó. Dạ, em giới thiệu một lần nữa về mình cũng như là đặc biệt em đến với sân khấu này với mong muốn gì nè. Dạ, em tên là Nguyễn Cảnh, hiện tại là em đang tham gia một nhóm kịch tại nhà văn hóa sinh viên thành phố. Nhà văn hóa sinh viên? Dạ. À, là nên mình tuổi cũng sinh viên luôn. À, nó hơi sinh viên rồi anh. Hơi sinh viên một tí rồi, nhưng mà tâm hồn vẫn còn là sinh viên. Tâm hồn vẫn còn là sinh viên, hay quá, được quá. Em đến với loại hình kịch này tại nhóm sinh viên đó là do mình đam mê hay là mình muốn nổi tiếng hay đơn giản giống như các thí sinh trước đến đây vì cái giải thưởng là đến hơn 100 triệu đồng? Nói chung là em mê hài, thì ở đâu có hài thì có thể là em sẽ tham gia để học hỏi kinh nghiệm và để muốn trau dồi cái kiến thức của mình nhiều hơn ạ. Thưa quý vị, Nguyễn Cảnh đam mê loại hình nghệ thuật hài, để xem bạn đến đây với một trợ diễn của bạn là ai. Bạn sẽ có 60 giây để chinh phục các khách mời cũng như tất cả quý vị khán giả để xem Nguyễn Cảnh sẽ thể hiện như thế nào. 60 giây dành cho vòng thi đầu tiên mang tên Món Quà Hài Hước. Bắt đầu! Dạ, xin chào tất cả mọi người đến với livestream của em. Thì hôm nay thì kênh Độc Lạ Bình Dương giới thiệu đến một nhân vật rất là lạ. Xin mời chị Bích La. Chị, em có 1 phút rồi chị. Ừ, đem quà dưới quê tặng luôn. Ông này chị mới đi chùa, chị thỉnh về. Ăn nói xà lơ. Sao con nói gì?
Trời ơi, trên quá trên, ăn nói xà lơ sao con nói gì? Đó, nãy ăn nói xà lơ là đã nhoẻn miệng cười rồi, chờ cái ăn sao con nói gì? Sao? Là, dạ còn khúc sau nữa. À là còn khúc dạ, sau chưa, khúc sau là cười rồi. Thôi vậy chứ khúc sau không có cười. Giữ là duyên, là duyên. Đúng rồi, cái đó nói giữ cái đó duyên đó, duyên nó giữ lại. Chúc mừng em, mình tận dụng chưa đến một phút mà đã khiến cho một trong hai khách mời là Lưu Dương đã cười rồi ha, thì mình sẵn sàng vào vòng trong luôn chứ? Dạ sẵn sàng ạ. Tiếp tục câu chuyện này với trợ diễn này luôn chứ? Dạ em vẫn tiếp tục câu chuyện này luôn ạ. À anh tưởng dạ, nếu mà bạn cần vô bạn trang điểm make up lại thì anh dành thời gian cho hai đứa. Dạ hơi lâu. Năm sau thì cũng được. Thôi cố gắng nha. Dạ. Thưa quý vị, để xem ở vòng 2 này là thể hiện hài hước các bạn với ngoại hình như thế này và sự chuẩn bị như thế này, các bạn sẽ mang đến câu chuyện như thế nào? Thời gian dành cho hai bạn. Bắt đầu. Chị là em nghe nói là chị là không có cảm giác đau đúng không chị? Đúng rồi, là chị là chị không có biết đau đớn, chị không có cảm giác gì hết trơn ấy. Ủa là chị phát hiện được khi nào? Bích La phát hiện là lúc Bích La đi nhậu. Ờ đi nhậu. Bích La uống có 3 lít thôi. Ừ. Mà chồng Bích La đánh Bích La 3 ngày. Cái Bích La về Bích La coi như là không mất cảm giác luôn. Chị không biết đau luôn. Không biết đau luôn. À vậy là bây giờ là em xin phép chị nhé. Rồi đó rồi em tự. Ủa chị? Em chị sao vậy, đau hả? Không, chị bất ngờ. Bất ngờ hả? Trời đất ơi. Là chị là không có đau đúng không? Không có dạ, đau, không có đau. Trời ơi, cái mặt chị cười kìa. Là chị không có đau đúng không chị? Không có đau. Trời ơi. Dạ mời khách mời lên đây ạ. À, đánh thử chị Bích La coi chị Bích La có biết đau không ạ? Ăn nói xài lên. Mày sao vậy? Cái gì vậy? Mày cho tao có 150. Hết giờ. Dạ, tiếc quá. Thực sự là cái đầu tiên Lưu Dương cười là bởi vì nó bắt trend thôi. Nhưng mà không phải là cái trend nào cũng có thể làm cho chị cười được. Cái đó chị thấy dễ thương, cái trend đó chị thấy dễ thương nhưng mà chưa đủ đô để chị cười. Anh ước gì á là mình đem câu chuyện, ví dụ đây là hai mẹ con đi, mẹ đánh con thì không sao, nhưng mà một người mà đàn ông đang đánh phụ nữ thì nó lại hơi gây một cái xíu gì đó phản cảm. Đó, cho dù cái hình ảnh nó như thế nào nữa thì nó cũng sẽ phản cảm. Nếu như giả sử nãy anh nghe cái vụ livestream đó, anh cứ tưởng là đem cái hình ảnh hai mẹ con đang ngồi livestream giống như cái trend đó ra diễn là anh cười từ đầu tới cuối luôn đó. Đó, tại vì nó là đã một cái trend cười rồi. Đó cho nên anh cứ nghĩ là như vậy. Anh hy vọng gì đó, nếu mà phía sau mình có những cái đánh bạn nữ này nữa thì mình nên giảm bớt lại hoặc mình nhanh chóng thay đổi một cái gì đó khác để nó phù hợp hơn với tiêu chí của chương trình em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cả hai bạn đều diễn rất là nhiệt tình và cái bạn nữ nè diễn bất cần thân thể luôn, té là té cái đuổi gì đó. Và vì những cái sự nhiệt tình này nên là Tú sẽ dành cho các bạn một cái cơ hội, nhưng mà cơ hội này không chỉ Tú mà sẽ có sự đồng hành từ các bạn khán giả ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi là cái sự yêu thích của khán giả dành cho các bạn như thế nào. Tú sẽ dành cho các bạn một cơ hội may mắn nữa nha. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ ok, Tú sẽ cảm dành ơn Tú. Dạ cảm ơn Tú vì điều đó. Cặp đôi này có thể tiếp tục vào vòng thứ 3 hay không thì chúng ta cùng xem 15 giây dành cho khán giả tại trường quay đưa ra quyết định bình chọn yêu thích cho Nguyễn Cảnh và bạn diễn của mình. 15 giây bắt đầu. Vâng, chúng ta cùng đếm nha. 2, 4, 6, 8, rất nhiều thưa quý vị, quá bán luôn rồi. Như vậy thì còn nói gì nữa, chúc mừng Nguyễn Cảnh và Minh Hy. Thưa quý vị, câu chuyện hài hước 3 phút tiếp theo, nếu Nguyễn Cảnh và Minh Hy là trợ diễn của mình có thể chinh phục một trong hai khách mời đang ngồi ở vị trí kia thì các bạn sẽ có mặt trong vòng tiếp theo để cùng thử thách với các tài năng khác. Hy vọng rằng các bạn tận dụng cơ hội này. Sẵn sàng ha. Thưa quý vị, câu chuyện hài hước của Nguyễn Cảnh bắt đầu. Dạ kính thưa mọi người, thì hôm nay thì em mang đến một món quà rất là vô cùng là em mới phát minh được, đó là chiếc gương thần kỳ.
Chiếc gương của em là phát hiện được mọi người ở đâu là giả, chỗ nào là hiện lên chiếc gương hết. Và hôm nay thì em sẽ đi một vòng để xem là ở đây là ai giả và ai thật. Và chiếc gương của em là em phát minh, là mới phát minh, và hôm nay là em thử nghiệm đầu tiên tại sân khấu này. Dạ anh ạ, à, anh xin mời anh cho em thử được mà. Anh gì cũng thật hết trơn em ơi. Anh gì cũng thật hết trơn em ơi. Sao nó lộn xộn vậy ta? Tùm lum quá. Dạ em xin mời em anh nha. Cho em coi cái nha. Anh là thật toàn bộ. Nè mũi thiệt á. Sao em thấy hiện lên cái mũi không vậy ta? Mũi thiệt. Là mũi heo nè. Trời ơi, thiệt. Vậy là cái gương này bị hư sao? Hư rồi, dục đập liền. Trời ơi. Wow. Trời trời trời. Một người phụ nữ tuyệt vời. Không có một chút gì chỉnh sửa luôn. Quá tuyệt vời. Ở đâu là một người mà đẹp như vậy trời. Quá tuyệt vời luôn chị ơi. Em thấy hàm răng nè. Trời ơi, vậy là chiếc gương này. Trời ơi, dẹp đi. Dẹp đi. Phát hiện gì kỳ vậy? Hàm răng vàng chạch mà kêu giả. Hàm răng vàng chạch mà kêu giả. Ủa? Chị, em tự nói tự cười chị. Em nói hàm răng giặt giặt mà kêu giả. Cái tự nhiên nhoẻn miệng cười. Ráng chịu. Chị thấy làm như là em tấu hài cho thí sinh nó cười á. Ủa? Lấy giờ em nhả miếng thí sinh cười. Để em nhả miếng thí sinh cười. Là tôi mọi ngồi, người tôi ơi biết, tôi ngồi tôi không biết là ai đang thi luôn á. Lưu Dương cười phải không? Không. Cái đó gọi là bị dụ á Lưu Dương ơi. Cái đó gọi là bị dụ đó. Tự nhiên nói chuyện mình nói chuyện lại cái tự nhiên mình tự rời quăng miếng tự cười. Tự ai tự quăng miếng tự cười. Cái này người ta gọi là miếng tự thân. Thưa quý vị, học tài thi mạng đôi khi đi thi nhờ khách mời cười giùm. Cái thật ra hồi nãy là chưa có cười nha. Hồi nãy là thật ra là tới quăng cái kiến rồi cũng chưa có cười. Anh tưởng là khi mà phi Thanh Vân xong em còn cái cú tweet gì đó nữa thì mới bắt đầu có thể tạo hiệu ứng, tại vì Vân cũng không có cười được luôn. Cái này là do Lưu Dương nó gài em rồi nó cười luôn đó. Đúng rồi. Anh nói là em xử lý cái miếng nó có ý, nhưng mà cái miếng em làm chưa ra. Ví dụ như em giơ lên cái gương, em nói đây là cái gương phát hiện ra những cái đồ giả, càng giả nhiều thì nó sẽ càng rung lên nhiều. Làm đưa ra Tú là gương rung chốn nào, đưa qua anh gương rung chốn, đưa chị Dân giật luôn đó, là tôi rất là chốt miếng được rồi. Ủa, em nói gì? Em có tin là một hồi rung cái là em nhăn đây luôn không hả? Hả Lưu Dương hả? Em lộn người á. Hay Lưu Dương ơi, cái kịch bản này hay nè. Cái kịch bản mà làm xích mích nội bộ anh. Kịch bản này không còn phải nói hơn nữa, chúng ta sẽ chúc mừng cho Nguyễn Cảnh là thí sinh có mặt trong vòng thi tiếp theo của Đệ Nhất Hài Việt trong tập sau. Mời ba khách mời chúng ta lên sân khấu để gửi kỷ niệm chương để cho Nguyễn Cảnh. Xin mời. Thưa quý vị, trong cuộc sống như vậy đôi khi cái sự may mắn mang đến cho mình cái động lực. Ngày hôm nay hy vọng Nguyễn Cảnh lấy đó làm động lực để chúng ta đầu tư thêm khi mà chúng ta có mặt trong vòng bán kết, cũng như là nếu mà may mắn nữa là chung kết của Đệ Nhất Hài Việt Cảnh nha. Với đại từ như vậy, ngoại hình và duyên dáng trong cách ăn nói thì chúng ta cần một cái kịch bản thôi. Một kịch bản hay thì chắc chắn sẽ mang lại cho khán giả thật nhiều điều thú vị. Mời Phi Thanh Vân ha. Mình chưa cười được cho mình động viên tinh thần đàn em nha. Dạ, yeah, kỷ niệm chưa? Yeah. Cố gắng lần sau nha. Một tràng pháo tay thưa quý vị. Cảm ơn Nguyễn Cảnh và chúc em thật nhiều may mắn nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em đợi biết lỗi của mình. Còn bây giờ là phần vui nhất của chúng ta trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chính vì sự nhiệt tình của Lưu Dương trong việc tạo miếng hài cho thí sinh và tự chính mình tự cười, thì hình phạt dành cho Lưu Dương ngày hôm nay đó chính là một thức uống rất là ngon của Việt Nam chúng ta. Một thức uống rất ngon của Việt Nam chúng ta và thậm chí là mang hai tiếng Việt Nam đến trường quốc tế và được rất là nhiều khách hàng quốc tế yêu thích khi đến với Việt Nam. Mắm tôm hả anh? Em uống mà mắm tôm. Em nghe có một cái mùi cà phê nhẹ nhẹ nhưng mà trong cà phê nó trộn cái mùi gì kỳ lắm anh ơi. Đúng không?
Thưa quý vị, khi trước nhà Hiếu có bán cà phê á, thì có những loại cà phê ngon mà chấm một miếng nước mắm nhỉ để bỏ vào cái cà phê á, pha rất là ngon nha. Nhưng đó là chấm một miếng nước mắm nhỉ để pha chung với cái bột cà phê uống cho nó ngon. Nhưng mà bây giờ không chấm nước mắm nữa thưa quý vị. Mà nếu pha nước mắm với cà phê thì uống nó sẽ ngon hơn. Thưa quý vị, một cái món uống có đặc sắc như vậy thì không thể nào mà Lưu Dương uống mà chúng ta không cổ vũ tinh thần đó không ạ? Chúng ta vỗ tay cho Lưu Dương được không ạ? 100%, không say không về. Vô 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 vô. Cho em đi vậy. Và thưa quý vị, như vậy với tiết mục vừa rồi thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi. Chúng tôi rất mong là dù có những thí sinh dừng lại, có những thí sinh cũng đã tiếp tục bước tiếp vào vòng trong. Nhưng mà hành trình của Đệ Nhất Hài Việt vẫn chưa dừng lại thưa quý vị. Đừng quên khung giờ quen thuộc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Đệ Nhất Hài Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Hy vọng sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những tiếng cười thật sảng khoái và vui vẻ. Đừng quên khung giờ này để cùng hội ngộ với chúng tôi nha. Còn bây giờ, cảm ơn các khách mời và các bạn khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.